Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, 48 năm gần nửa thế kỷ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở đâu trên thế giới có dấu chân người Việt tị nạn? Ở nơi đó có những người, có những tổ chức, cộng đồng, hội đoàn, có những ân nhân âm thầm bảo vệ và vinh danh lá cờ vàng. Riêng tại thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California, nhiều người rất xúc động khi nhìn thấy một đoàn xe với lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên các đường phố ở San Jose vào những ngày thứ bảy hàng tuần trong nhiều năm qua. Vũ Nhân sẽ được gửi đến quý khán giả những hình ảnh và tâm tình sau đây. Thưa tôi là Lê Nguyễn. Chúng tôi muốn nêu cao cờ vàng, nêu cao chính nghĩa quốc gia. Thưa quý vị, đoàn xe này là của anh em thiện chí San Jose. Đoàn xe này đã bắt đầu từ 7 năm về trước. Hôm nay là lần thứ 353. Chúng tôi liên tục hàng tuần mỗi sáng thứ bảy chúng tôi biểu tình bằng xe tại thành phố San Jose này. Chúng tôi khởi hành hàng tuần thì 10 giờ trước 10 giờ chúng tôi tập trung tại Grand Central Mall. Tuyến đường chúng tôi đi là Story, đường quẹo trái đường Center, quẹo trái đường Capitol, quẹo trái đường Ebon, quẹo phải đường Silver Creek, đường King, và chúng tôi đi một tiếng đồng hồ, đi vòng trở lại chỗ cũ. Thưa hậu này không có trưởng nhóm, hậu này chúng tôi hoàn toàn làm việc theo kỷ luật tự giác và chúng tôi đã thành công 7 năm rồi. Dạ, em tên là Phát Trần ạ. Dạ, em tham gia cùng với nhóm anh em thiện chí thì cũng đã hơn 3 năm. Thì là lý do là em cũng em biết được nhóm anh em thiện chí là em, và em ngưỡng mộ và em cảm thấy là đây là cái good cause để mình có thể join và mình spread cho nhiều người, không những cô chú không mà cũng có những người trẻ. Thì em biết cái này nó là politics thì nó rất là sensitive, nhưng mà thực ra lại cũng là sự lựa chọn của mình thôi. Đã rất là nhiều người hy sinh để bảo vệ lá cờ vàng này, đã bảo vệ sự dân chủ cho người Việt. Thì tụi em ra đây thì cũng để coi như là góng góp để bảo vệ, tiếp tục bảo vệ lá cờ vàng. Dạ. Yeah. Và em cố gắng hết sức để cổ vũ cái cờ vàng này để cho mọi người trong cái San Jose này biết không những là người Việt không mà là những cái người ở cái sắc tộc khác, người ta cũng sẽ ủng hộ mình. Dạ. Yeah. Em kính chào ông. Xin ông có thể cho biết quý danh. Tôi là Lạc Bùi, tôi năm nay 86 tuổi. Cái điều này tôi muốn nói lại, hôm rồi tôi có coi TV một số người nói cái cờ vàng này là của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Xin thưa không phải, không phải của đệ nhất Cộng Hòa và cũng không phải của đệ nhị Cộng Hòa. Lá cờ này là cờ của những người yêu Cộng Hòa, yêu dân chủ. Cái cờ vàng này tôi được chào nó lần đầu tiên là năm 1947. Và tôi biết là nó có từ trước, năm 1947 tại Quảng Ninh. Và thế là cái tỉnh Quảng Ninh bây giờ, nhưng mà ngày xưa chỗ đó là Quảng Yên. Thưa bác, nếu mà nói được với những con cháu thì bác nói như thế nào về lá cờ vàng? Tôi muốn nói cho chúng nó biết là cái lá cờ vàng này, chính lá cờ vàng này mẹ các con mới sống được. Chính có nhờ lá cờ vàng này với đồng bào mới sang đây được. Lá cờ vàng này là lá cờ của tổ tiên, chứ không phải là của đệ nhất hay đệ nhị Cộng Hòa, nói cho họ biết như vậy. Và những cái người quốc gia chân chính đã theo đuổi lá cờ vàng này từ trước nữa. Và tôi thì hân hạnh được chào nó từ năm 46-47. Dạ thưa, tên là Lina Nguyễn. Thưa cô, nếu mà nói được với những thế hệ trẻ và đặc biệt là con cháu của cô thì cô thấy nó nói được điều gì? Nói lên rất được nhiều nhiều ý nghĩa lắm. Con ơi, cái lá cờ này là do ông cha mình để lại, mình cố gắng mình giữ gìn nó. Nhân kính chào con tên gì? Con tên là Theodore Nguyễn. Thì Theodore nói tiếng Anh để cho mỗi người thấy tình cảm của Theodore trong nhóm anh em thiện chí là sao. To our interested viewers, we are a group of Vietnamese American individuals who've come together from all walks of life so that we can stand shoulder to shoulder as we are doing now and make a scene of the colors of the American flag and the Vietnamese flag for people of San Jose to see us driving and wonder that we want our world to be colorful and full of colors.
We want the darkness to shine upon us so that we become the colorful people that we are. Xin bác cho biết quý danh. Dạ, tôi tên là Hiền Nguyễn. Dạ, chúng tôi đã kiên trì được 7 năm rồi. Mặc dù là cũng có lớn tuổi, cũng bình hoạn đó, nhưng mà sông có thể cạn, núi có thể mòn. Chân lý ấy ngàn đời không thay đổi, chúng tôi vẫn đứng dưới bóng cờ vàng. Dạ, tôi Trần Nguyên, là người Việt Nam tự do, tôi phải tham gia để bước theo chân của những người mà những bậc tiền nhân đã tranh đấu cho lá cờ vàng. Thưa quý vị, cái biểu tình bằng xe là hình thức biểu tình rất là dễ dàng. Như vậy thì muốn liên lạc thì liên lạc như thế nào? Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số phone 408-666-6553, hoặc là quý vị hàng tuần đến đây sáng thứ bảy trước 10 giờ trên City Mall ở Bắc Kinh này. Quý vị đến đây, chúng tôi sẽ có người cầm cờ cho quý vị. Quý vị ngồi nguyên trên xe, cầm cờ quý vị, chạy một vòng một tiếng đồng hồ sau, quý vị trả cờ lại cho chúng tôi là xong. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose.